Yoshio, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là biên tập viên Kiro đây. Và chào mừng các bạn trở lại với Mini World. Hôm nay thì các bạn đi học thế nào rồi? Bạn bè có vui không? Có đánh bạn hoặc là cãi thầy không? À không, anh à, bậy 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 à, các bạn có vui vẻ bạn bè không? Mình nghĩ chắc là các bạn hầu hết là học online đúng không? Vậy thì học xong rồi thì coi clip của Kiro cũng được đấy nhỉ? Đấy, hôm nay thì mình sẽ làm về top 10 điều thú vị mà mình đã gặp được ở trong chế độ sinh tồn mini world này ha. Các bạn thử coi rằng là các bạn biết được bao nhiêu điều thú vị ở trong này ha. Tức là các bạn tình cờ các bạn gặp được những điều nào giống như mình. Và có lẽ là mình sẽ đến với ngay cái điều đầu tiên. À, quên mất là các bạn nhớ bỏ ra 3 giây để bấm like video nhá. Nếu như chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh đi. Và bây giờ thì mình sẽ vào nội dung chính. Cái điều thú vị đầu tiên đó, thực ra thì mình cũng tình cờ mình đọc comment được thôi, một bạn đã chỉ cho mình, đó chính là chúng ta có thể reset thời gian sinh sản của cá lồng đèn ha. Bây giờ mình sẽ ví dụ như thả hai con cá này đi, và mình sẽ cho nó ăn thịt này, ăn cá này, thì nó sẽ hiện cái này lên, ok, thì nó sẽ đẻ ra ha. Đây, nó sẽ đẻ ra một con cá con. Thì để làm sao mà reset được cái con cá này, tại vì bây giờ là nó đang đẻ, mới đẻ các bạn, nên là tụi nó cũng không có muốn đẻ nữa. Thì một bạn chỉ mình, đó là sử dụng cái vợt này, chúng ta có thể bắt nó lên và thả nó xuống để có thể reset lại cái thời gian đẻ ha. Đây, bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ này đi. Các bạn thấy nhá, này cho ăn này. Ủa rồi xong mất rồi. Ủa, xong rồi, từ từ để mình lấy nhiều cá hơn, mình cho nó phát mất luôn cá các bạn, quên. Đây, lấy khoảng 64 con đi. Đấy, thì như các bạn biết là cho nó ăn thì nó cũng sẽ không có đẻ. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng vợt nhá. Mình sẽ bắt lại này. Alo, lại đây em ơi. Đây, con thứ hai đây. Còn con nhỏ thì kệ nó nhé các bạn. À, mình thử bắt con nhỏ xem. Ủa, sao mình có 3 con nhỉ? À, con nhỏ không bắt được. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thả ha. Thôi thì thả 3 con luôn cũng chả sao. Đấy, chắc là cái con lúc nãy mà mình chuyển chế độ sáng tạo ấy. Đấy, các bạn thấy không? Bây giờ thì cả ba con đều có thể hiện trái tim lên và có thể đẻ lại ha. Thì đây là một trong những cách mà reset lại thời gian sinh sản để giúp các bạn có thể có nhiều cá lồng đèn hơn, hỗ trợ cho các bạn cái việc mà đi thuần hóa men dân làng ấy. Thì cái này mình nghĩ rằng là cũng là một trong những cách khá là hay và hữu hiệu cho bạn nào không có thời gian. Ôi rồi, này thả lại nha, cho ăn này, hợp lý luôn. Ok, thì đây là điều thú vị thứ nhất. Không biết là bạn nào đã biết điều này chưa? Mình thì mình mới biết thôi. Cảm ơn bạn đã chỉ cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ sang điều thứ hai. Và điều thú vị thứ hai thì tình cờ thì mình chế được cái vòng hoa này. Cái vòng hoa này là công dụng của nó giúp là đi dụ bướm các bạn. Ở dưới thì nó ghi công thức là hoa hướng dương là 3 cái bông hoa hướng dương. Thực ra thì trong thực tế là các bạn không cần phải sử dụng hoa hướng dương, các bạn vẫn có thể chế được ha. Thì mình sẽ đặt cái bàn chế tạo ở đây này. Mình sẽ đổi sang chế độ mạo hiểm luôn ha. Đây, các bạn vẫn có thể thấy rằng là mình có thể chế được vòng hoa mặc dù trong người mình không có một bông hoa hướng dương nào. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng bất kỳ loại hoa thổ lùa nào cũng được. Hoa thổ lùa thì khá là nhiều, ở dưới phần nền mà bọn bướm nó tạo ra thì các bạn cứ lấy thoải mái luôn. Các bạn có thể chế được cái vòng này ha. Đấy, nên là không nhất thiết là phải đi kiếm hoa hướng dương để chế đâu. Cái này thì mình cũng mới biết gần đây thôi. Thì đây là điều thú vị thứ hai mình muốn chia sẻ đến cho các bạn ha. Không biết bạn nào biết điều này rồi thì hãy comment phía dưới nhé. Bây giờ thì mình sẽ sang điều thú vị thứ ba. Đến với cái điều thú vị thứ ba, thực ra thì nó cũng không hẳn được gọi là một điều thú vị, mà là một cái điều mà mình thông báo rằng là mình không thể tìm được cái con gà trống này ở trong chế độ sinh tồn phiên bản mới này nữa các bạn. Vậy thì có nghĩa, đồng nghĩa là việc là con gà trống này nó đã biến mất rồi. Và nó chỉ còn xuất hiện ở những cái mà map mà cũ thôi, tức là cái map mà hồi xưa thôi. Nên là bạn nào có thì hãy trân trọng và giữ yêu quý nó ha. Tại vì các bạn sẽ không thể chế ở đâu. Công thức chế con gà biến dị này nó đã thay đổi. Nếu như các bạn nhớ không nhầm phiên bản hồi trước ấy, thì là chúng ta sẽ tạo ra cái thức ăn biến dị ha, cho mấy con gà thường ăn thì nó sẽ hóa thành. Nhưng mà bây giờ đâu có nữa đâu. Mặc dù ấy, là trong phiên bản này những con gà này nó có thể đẻ được và nó có thể ăn các thứ được luôn ha. Mình không hiểu lý do vì sao mà họ làm cơ chế là cho gà trống ăn rồi đẻ, nhưng mà lại không chỉ cái cách mà tạo ra con gà trống ở trong phiên bản, trong cái phiên bản sinh tồn mới này ha. Mình nghĩ rằng là chắc là nó có thể là do là hơi bị thiếu sót một tí thôi. Hy vọng là tương lai họ sẽ chỉ cho chúng ta cái cách mà tạo ra con gà trống này. Tại vì con gà trống này là nó sẽ cho đá dòng tấn công nếu như mà các bạn giết nó ha. Ok, thì đây là thông tin thứ ba, điều thú vị thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn ha. Bây giờ mình sẽ sang điều thứ tư. Và ok, điều thú vị thứ tư đó chính là các bạn sẽ bị mắc vào một cái gọi là cái hố đào bằng cái xẻng này ha. Các bạn sẽ bị vướng và các bạn sẽ không di chuyển được. Mình sẽ ví dụ cho các bạn là bằng cách là mình sẽ tạo một cái đường đi qua hai ô ha. Bây giờ mình sẽ đổi sang chế độ mạo hiểm đi.
Mình sẽ đào một cái lỗ ở đây. Nếu như mà các bạn đi qua các thứ thì rất là bình thường đúng không? Thì nó chả có gì để nói cả. Nhưng mà có một điều thú vị ở đây á, là khi mà các bạn đứng ở giữa này, các bạn bấm nút nhảy một phát, đấy là các bạn sẽ bị kẹt. Mình sẽ bấm cho các bạn coi ha. Đây, mình đã bị kẹt. Mình không hiểu lý do vì sao. Mình cũng không rõ luôn các bạn. Và mình cũng không thể lùi được luôn. Mình kiểu như là mình bị vướng một cái bậc thang nhỏ khoảng 0,1 mm ấy, kiểu vậy các bạn. Để ra được thì mình phải nhảy ra ha. Đấy, thì đi ra đi vào thì vẫn bình thường nhá, đừng có nhảy ở cái khoảng giữa được. Đấy, các bạn thấy buồn cười không? Này, ở đây rất ok nhá. Nhưng mà mình đứng ở đây và mình bấm nhảy một phát, rồi xong, mình bị mắc kẹt luôn. Các bạn thấy buồn cười không? Cái điều này khá là buồn cười đấy. Khi mà mình trồng hoa ở nhà thì mình mới bất ngờ xuất hiện cái điều này ha. Ok, đây là điều thú vị thứ tư. Không biết là bạn nào có bị giống mình hay không. Bây giờ thì mình sẽ sang điều thứ năm nhá. Và một điều thú vị thứ năm đó chính là liên quan về sinh vật ha. Thì có thể bạn chưa biết là mình đánh giá một trong những con mà bây giờ gần như là ít quan trọng nhất, đó chính là con cừu này ha, con dê này ha. Thì con này hồi xưa thì nó quan trọng của nó là cái việc là nó cho chúng ta cái lông. Nhưng mà ở phiên bản lần này thì các bạn cũng biết rồi đấy, nó khá là phế vật. Thực ra thì nó sẽ không cho chúng ta lông nữa đâu. Nó sẽ chỉ cho các bạn đúng một miếng, đó chính là một miếng thịt cừu thôi, một miếng thịt dê thôi là hết rồi. Là nó không cho cái gì nữa. Nên là mình đánh giá đây là một trong những con sinh vật ở phiên bản mới này là phế vật. Tại vì là thì quan trọng là nó cho chúng ta sữa đấy, nhưng mà các bạn sẽ chỉ cần 1 đến 2 con để cho sữa thôi. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ chẳng cần nhiều nữa đâu. Nó sẽ chỉ cho các bạn đúng một thịt này này. Vậy nên là nếu như mà các bạn ưu tiên lựa chọn mà chăn nuôi thì các bạn hãy nuôi cho mình thịt bò hoặc là thịt gà, thịt heo thì nó sẽ ngon lành hơn. Thịt bò ít nhất thì nó cho cả da nữa thì cũng khá là ngon lành chẳng đào. Chứ còn thịt dê thế này thì cho đúng được mỗi một miếng thế này thì kiểu như là bò dính răng đâu các bạn. Thì đây là điều thú vị thứ năm mình muốn chia sẻ với các bạn ha, con dê phế vật. Và bây giờ mình sẽ sang điều thứ sáu. Một điều thú vị thứ sáu đó chính là liên quan đến bộ ba quái vật một mắt này ở hành tinh Horus ha. Thì mình nhận ra rằng là trong ba con này thì có một con nó sẽ đánh bằng tay được các bạn à. Đó chính là cái con đỏ đỏ này này. Con này là ngoài cái việc nó hút, các bạn biết là nó hút ra thì nó đánh bằng tay nữa, các bạn thấy không? Và sát thương tay của nó là một phát khoảng 50 máu các bạn ạ. Tất nhiên là con này thì thường thì nó hay hút rồi. Nhưng mà mình vẫn thấy cái việc mà ôi. Để xem là cái việc hút của nó là hết bao nhiêu máu ha. Mình sẽ chặt một cái lá đi. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó hút mình ha. Sẽ có đau bằng tay không? 50. Vậy là 50 máu hút với lại một cái đòn đánh tay thì cũng chết các bạn ạ. Con này thì hai con trắng này thì là một trong những con mà hiền nhất. Tại vì là các bạn chỉ tấn công nó thì nó mới tấn công lại thôi. Còn con mình tính ra mình thấy con đỏ là con dữ nhất. Tại vì nó có thể đánh được cả tay nữa cơ. Mình nghĩ mình tưởng là tụi nó sẽ không đánh được tay. Nhưng mà hóa ra là nó hút trượt đó các bạn, là nó dùng tay đập này. Các bạn thấy không? Nè. Đây. Mình sẽ cho bạn coi à. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Đậu xanh đâu muốn đánh bằng tay các bạn ạ. Hai con kia không đánh bằng tay đâu. Con này này không đánh bằng tay đâu. Con này chỉ phi bình thường thôi. Chỉ riêng con kia là có lực đánh bằng tay ha. Ok, thì đây là điều thú vị thứ 6 mình muốn chia sẻ đến các bạn. Và điều thú vị thứ 7 đó chính là các bạn có thể sử dụng cái kiếm năng lượng của chúng ta di chuyển sang một nơi khác có khoảng tầm 5 hoặc là 6 ô gì đấy, mình nhớ không nhầm. Ví dụ như là mình sẽ đứng ở cái góc này và mình có thể bay sang bên kia bằng cách là mình sử dụng chiêu thức của nó ha. Đây, các bạn thấy không? Các bạn có thể bay một khoảng cách khá là xa mà không lo gọi là bị vấn đề gì. Nhưng mà từ đây bay anh kia có khi chết á. À không sao. Ok, thì bạn không biết bạn nào biết điều này chưa? Chứ mình hay sử dụng cái này để gọi là vượt đèo lội núi đó các bạn ạ. Đấy. Bây giờ mình sẽ bay sang bên này ha. Thì mình nghĩ rằng là đây là chức năng chính của cái kiếm năng lượng này. Chứ mình cũng không có thích dùng cái chiêu kỹ năng của nó mà đi chém mấy con khác các bạn ạ. Tại vì nó khá là yếu á, thay vì đó thì mình đánh thường là ngon hơn. Và ok, đây là điều thú vị thứ 7 mình muốn chia sẻ đến các bạn ha. Điều thú vị thứ 8 đó chính là nhiều bạn hỏi mình rằng là anh ơi, cái đá, những cái loại đá hiệu ứng với lại đá tấn công cái thứ này thì nó thường ở tầng thứ bao nhiêu. Theo mình thực sự thì mình cũng không rõ là nó nằm ở bao nhiêu, nhưng mà ý là ok, điều thứ 8 là ok, điều thứ 8, những loại đá mà hiệu ứng hoặc là đá tấn công, đá phòng thủ thì thường mình sẽ thấy rằng là nó mọc từ tầng 30 đổ xuống ha. Thì bắt đầu từ tầng 26 đổ xuống nữa thì mình sẽ thấy rằng là nó xuất hiện rõ rệt nhất. Ví dụ như là những cái khối này đây, tình cờ mình đi sinh tồn này thì đang ở mức là tầng thứ 25, thì trên này cũng khoảng tầm 26, 27 gì đấy. Thì ở mức từ 26 đổ xuống là các bạn sẽ thấy rất là nhiều những loại đá khảm này ha.
Còn cao hơn thì thực sự thì khá là khó, trừ khi là các bạn lên khu đảo bay thôi. Còn lại thì khoảng tầm xem khoảng tầm 26 đổ xuống là các bạn sẽ tìm kiếm được những cái loại đá này ha. Thì đây là một trong những kinh nghiệm mà mình đi mai thì mình để ý thấy thôi, chứ nó cũng không có một cái sự rõ rệt nào là kêu là tầng 26 cả. Tức là mình chơi nhiều thì mình để ý thấy là như vậy thôi. Ok, thì đây là điều thú vị thứ 8 ha. Và điều thú vị thứ 9 là các bạn có thể đặt lá ở dưới nước và thở ở dưới nước được luôn ha. Thì cái này thực ra thì nó cũng chả có gì mấy. Mình hay đi lặn để bắt mấy con cá ở dưới đáy biển sâu á, thì mình sử dụng cái lá này để hồi oxy thôi. Tại vì cái lá này cũng khá là dễ kiếm. Một là các bạn dùng để làm đuốc, hai là các bạn có thể dùng làm cái này cũng được như mình này. Đấy, thở oxy cũng khá là thú vị đấy. Thì thay vì các bạn mang cửa hay là mang một cái gì đấy thì mang cho mình một đám lá rất là dễ. Do là lá bây giờ kiếm dễ cực kỳ luôn đó các bạn. Ok, đây là điều thú vị thứ 9 ha. Và điều cuối cùng thì hình như là mình cũng đã từng nói qua rồi đấy, nhưng mà có vẻ như nhiều bạn vẫn chưa biết, đó chính là cách tạo ra hình nộm ha. Thì chúng ta không có cái hình nộm mặt cười như kiểu hồi xưa nữa, là được chế từ cái mà thêm cái than vào ấy. Bây giờ thì cứ chế thẳng bằng bí ngô luôn. Nên là nhiều bạn hay bị lúng túng là không biết chế thế nào. Thì đây mình xin chỉ lại các bạn ha. Đấy, các bạn chỉ cần đặt như mình là được. Nói chung là cũng không có khác gì công thức hồi xưa cả, chỉ là dùng luôn cả bí ngô thật để làm hình nộm ha. Ok, thì đây là 10 điều thú vị mình muốn chia sẻ cho các bạn ha. Không biết là các bạn đã từng gặp 10 điều này ở trong sinh tồn chưa, thì hãy comment bên dưới nhé. Có lẽ bây giờ mình sẽ xin dừng clip ở đây. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.